chào mừng các bạn đã quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh thế hùng crypto nếu như bạn chưa bấm đăng ký kênh thì các bạn hãy bấm đăng ký kênh và chuông để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những video mới nhất ở trên kênh của mình nhé các bạn thân mến thì ở cái video ngày hôm nay thì mình sẽ cập nhật tổng quan về cái dự án mmp pro à, thì kéo cái cao này thì mình cũng đã hướng dẫn và chia sẻ cho các bạn khai thác ở trên telegram ở cái video này thì mình sẽ cập nhật cho các bạn cái giá của đồng mmp pro giá này thì đã được cái cái đồng mmp pro này đã được niêm yết rất là nhiều các cái sàn và trong đó thì đã có mặt ở trên co market cap rồi các bạn nhé đây mình sẽ mở co market cap ra cho các bạn xem thông tin cụ thể của MMP pro đây thì các bạn có thể uh, search ở trên mm pro nhé đây đây mm pro này đó và cái giá hiện tại đang giao động chín đô một đồng mmp mm pro nhé đó thì ở đây thì các bạn kéo lên cho mình đó và các bạn đã thấy cái biểu đồ ở đây giá cả thị trường này à, các bạn có thể bấm vào đây chúng ta xem cái giá này đây biểu đồ lớn ở đây các bạn nhé đây biểu đồ lớn này một giờ này đó, các bạn có thể xem cái giá thị trường ở đây à, và các bạn xem cái thị trường nhé thị trường của MM Pro đã được liêm yết ở trên các sàn giao dịch sau thứ nhất đó là trên Market cap này trên arithbit này và trên gate.io đó và ở trên coinmarketcap nữa và tất cả cái thị trường cái giá này thì chúng ta đều sấp xỉ khoảng 0,09 đô. Cái giá này thì cũng khá là cao các bạn nhé. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại về cái phần tổng quan này, thống kê này. đây là cái giá ở trên đang hiển thị ở trên Coinmarketcap, market cap. các bạn có thể là vào Coinmarketcap market cap chúng ta tham khảo cái giá của nó nhé rồi ở đây chúng ta sẽ quay trở lại cái phần cái thị trường để chúng ta xem cái con check của cái đồng MMP Pro này nhé đây các bạn kéo lên này đây ở đây cung cấp cho chúng ta cái con mã thông báo này con check của MMP Pro này đó mình sẽ add thử vào trong cái ví mình sẽ add thử trong cái ví Bitget À, xem nó chạy ở trên cái mạng nào nhé Ví này Rồi ở đây chúng ta sẽ add thêm token này Đây, MMP Pro đây Như vậy là chạy ở trên cái mạng là BNB Smart Chain các bạn nhé rồi, mình đã thêm cái mã thông báo MMPRO Pro đây. Chạy ở trên mạng là BNB Smart Chain. Đây, mình đã thêm thành công MMPRO Pro vào trong uh, ví rồi nhé. Đó, như vậy là các bạn cũng uh, có thể biết được là cái giá của nó uh, đã được niêm yết ở trên khá là nhiều trên cái sàn giao dịch rồi. Rồi quay trở lại với cái app khai thác cái đồng uh, MM Pro. Thì ở đây thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái cách để chúng ta khai thác. Khai thác ở đây thì nó sẽ uh, có hai cái cách khai thác chính. Thứ nhất đó là các bạn là sẽ khai thác theo 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 giờ. Ở đây là chúng ta sẽ khai thác này theo giờ và khi các bạn bấm đào thì các bạn sẽ nhìn thấy cái đồng hồ đếm ngược ở đây nó đang đếm ngược tức là khi kết thúc cái đồng hồ này đếm ngược này về không thì chúng ta sẽ bắt đầu một cái phiên khai thác mới. À, nếu như nó đã về không mà chúng ta không bấm khai thác thì cái máy khai thác của bạn nó sẽ dừng cho đến khi các bạn bấm vào nút start thì nó sẽ tiếp tục nó sẽ à, bắt đầu khai thác và cách thứ hai chúng ta sẽ khai thác đây nhé cách đầu tiên là chúng ta khi mà chúng ta bấm Kết thúc phiên khai thác thì chúng ta sẽ tổng cái số uh, cái đồng mà mà uh, pro của chúng ta khai thác được đây. Ví dụ như của mình đang là 633 thì khi kết thúc thì mình sẽ được làm cái số dư này lên bên trên này các bạn nhé. Đó và đây là cái phần khai thác tab. Tab là là chúng ta sẽ bấm trực tiếp vào cái hình tròn này. Các bạn sẽ bấm vào trực tiếp vào cái hình tròn này là đây là chính là cái phần thưởng. À, tính là cái phần mà chúng ta đào được từ việc mà chúng ta nhớ nhấp vào đây nó sẽ có hai cái mục riêng để cho chúng ta khai thác khai thác tự động và à, khai thác bằng cách là chúng ta sẽ nhấn vào đây nó sẽ có hai cái cách để chúng ta khai thác và cuối cùng nó sẽ có một cái mục botter botter ở đây là chúng ta sẽ à, mỗi một lần chúng ta sẽ mua mua cái máy khai thác này à, mua máy khai thác này thì chúng ta sẽ sử dụng bằng cái chính cái đồng mmp à, mmpro của chúng ta để mà là chúng ta lưng cái botter này x3 nên và các bạn lưu ý nhé mỗi một là mỗi một cái thẻ botter chúng ta sẽ sử được sử dụng trong vòng là 6 ngày chúng ta sẽ sử dụng trong 7 ngày xin lỗi các bạn nhé mỗi một cái botter chúng ta sẽ sử, dụng trong vòng 7 ngày và các bạn đang sử dụng cái botter này thì chúng ta sẽ không mua được cái botter khác mặc dù các bạn có mua thành công nhưng cũng cũng sẽ không thể sử dụng được sau khi cái đồng hồ đếm ngược ở bên dưới này nó kết thúc thì chúng ta sẽ được sử dụng cái border mới đây thì chính là cái phần border mà chúng ta mua các bạn kích vào đây này đây các bạn kích vào cái chữ buy này đây này các bạn sẽ kích vào đây được để chúng ta mua border đó ở đây nhé thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn trong này nó sẽ có rất là nhiều các cái border ví dụ như ở đây là mình mua cái border x2 uh, x2 này đó, x2 ở đây là mình chi hết 4 triệu để mình 4 triệu mà mà Uh, pro để mình mua cái gói này và mình đang mua ở cái gói này mà là như mà chưa được sử dụng bởi vì còn đang chờ cái gói này kết thúc thì mới được sử dụng cái gói uh, x ba này. Đó, tức là mình đang mua cái cũng mua cái gói này và cũng đang sử dụng. Và cái gói này thì uh, uh, mình cũng mua đâu đó là 40 triệu uh, cái gói này mình sẽ mua mất 40 triệu hình như 40 triệu. Mình cũng không nhớ nó mình bấm mua là hình như hết 40 triệu uh, cái mà Pro để mà nâng cấp cái bot này. Đó và nó sẽ có một cái bot cao cấp nữa, đó là 200 triệu để chúng ta x5 cái tốc độ khai thác của chúng ta lên. Đó và đây sẽ là có các ba cái gói chính x2, x3 và x5. Các bạn có thể sử dụng cái bot này để chúng ta tăng được cái tốc độ uh, khai thác MM Pro lên. Đó và ngoài ra thì nó sẽ có một uh, giới thiệu mời bạn bè tham gia thì các bạn kích vào đây chúng ta sẽ copy link lấy link để chúng ta mời bạn bè tham gia. Và à, mời bạn bè tham gia thì chúng ta cũng sẽ nhận được cái cái phần thưởng từ Tuyến Dưới à, Khi mà à, Tuyến Dưới khai thác được Tiếp theo là cái nhiệm vụ, ở đây chúng ta sẽ có nhiệm vụ này Tổng là 5 nhiệm vụ Mới bạn tham gia thì bạn sẽ có 4 nhiệm vụ Nhưng mà à, các bạn tham gia vài tiếng thì bạn sẽ thêm một cái nhiệm vụ nữa Tổng là sẽ có 5 nhiệm vụ, 5 nhiệm vụ thì mỗi nhiệm vụ chúng ta sẽ nhận được 10 triệu Tổng 5 nhiệm vụ là 50 triệu, thì các bạn sẽ mua được cái gói X3 butter để chúng ta x 3 cái sức mạnh khai thác lên và nó có một cái nhiệm vụ ngày để cho chúng ta lấy cái phần thưởng cũng khá là ngon. Ở đây thì cái nhiệm vụ đầu tiên, ngày đầu tiên chúng ta điểm danh chúng ta sẽ nhận được 400 triệu. À 400.000 xin lỗi các bạn. Và ở đây chúng ta sẽ điểm danh 7 ngày chúng ta sẽ nhận được một triệu này. Và các bạn điểm danh liên tục 14 ngày chúng ta sẽ nhận được 3 triệu. Và điểm danh liên tục à, cuối cùng là chúng ta sẽ điểm danh là 28 ngày tức là trong vòng một tháng chúng ta sẽ nhận được 100 triệu mà Pro đó là cái cách để mà chúng ta kiếm được nhiều cái điểm từ cái dự án này đó nhưng mà các bạn nếu như các bạn điểm danh ngắt quãng một ngày chúng ta quên một ngày chúng ta điểm danh thì chúng ta chúng ta sẽ bị về cái mốc đầu tiên nhé các bạn nhé Thế trên này các bạn lưu ý khi mà chúng ta điểm danh thì cố gắng chúng ta nhớ để chúng ta điểm danh liền mạch luôn để mà chúng ta nhận được nhiều Ờ, cái khai thác được nhiều hơn từ cái dự án này ở đây thì nó sẽ còn cái phần Voucher. chờ thì uh, vô chờ này thì uh, tới đây thì chúng ta sẽ kết nối cái vĩ tôn uh, có thể là chúng ta sẽ mua cái Voucher ở đây thì hiện tại thì dự án chưa mở cái phần này thì mình sẽ cập nhật với các bạn khi mà có dự án nó có cái cập nhật mới Đó, trên đây là toàn bộ cái uh, chia sẻ cái tổng thể uh, về cái dự án này ở đây thì video này mình kết thúc tại đây cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình nhé và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video lần sau